Rất nhiều các bác nông dân gọi điện nhắn tin tôi hỏi là thị trường rất nhiều loại humic thì chúng ta chọn loại nào sử dụng cho tốt, cho nó hiệu quả cao, đáng công làm. Thì tôi chia sẻ các bạn là có 3 loại humic mà nông dân dùng đánh giá hiệu quả cao. Và tôi sẽ giới thiệu chức năng của humic cho bác nào chưa biết humic như nào và sử dụng như nào cho hiệu quả cao và chọn lọc những loại chất lượng tốt. Thì thị trường có một loại dạng nước các bạn nhé, nhập khẩu Tây Ban Nha, có tên là Humista này. Loại thứ hai đó là loại dạng bột, chúng ta hòa nước chúng ta tưới vào rễ đấy, hoặc phun lên lá. Dạng nước này phun lên lá và tưới rễ được các bạn nhé. Còn cái dạng hạt này, dạng viên này, như viên phân của chúng ta, như viên NPK là chúng ta sẽ trộn chung NPK, trộn chung phân đạm, phân lân, phân kali, tại vì nó dạng hạt mà. Chúng ta trộn và chúng ta vãi ra đều. Còn nếu chúng ta trộn dạng bột với dạng hạt thì cái dạng bột sẽ lọt xuống dưới đáy các bạn vãi nó không đều, cho nên người ta đã sản xuất ra dạng hạt này để trộn chung với NPK. Cho nên các bạn mà dùng phân humic để trộn chung với NPK dạng hạt thì chúng ta sẽ dùng lại hạt đấy các bạn nhé, humic DG này. Còn chúng ta mà hòa nó tưới ấy, cho nó tan tốt ấy, thì chúng ta sẽ dùng humic K này của Mỹ này, 95% này, hoặc là humic Star này dạng nước nhé. Và tôi sẽ chi tiết từng loại. Humistar này là nâng pH này, cây khỏe trái to này, nhập khẩu từ Tây Ban Nha đấy các bạn. Thành phần nó là axit fulvic 3%, axit humic 12%, kali 5% và pH nước của nó là 13 chấm. Fulvic là một thành phần chuyển đổi từ humic qua, có nghĩa là 3% humic này khi chúng ta tưới vào đất đấy thì rễ cây chúng ta sẽ ăn vào ngay, không cần phải chuyển đổi từ humic qua fulvic. Khi chúng ta bón humic thì cây trồng chúng ta phải tiết ra một chất để điều chế từ humic sang fulvic thì cây mới hấp thụ được nha các bạn. Ở đây có 3% là ăn ngay là fulvic và axit humic, 12% là dự trữ đấy, ăn chậm. Và đặc biệt là có thêm kali 5% là dùng để cứng cây các bạn, vừa tốt cây vừa cứng cây, tăng đề kháng, chống đổ ngã. Đấy, cái này rất là hay các bạn nha, Tây Ban Nha nghiên cứu rất là chuẩn. Và đặc biệt đó là cái pH nước này của cái chai phân bón này Humistar này nó 13 chấm các bạn, là tính kiềm đấy. Thì nó sẽ, chúng ta tưới vào đất đấy, nó sẽ trung hòa những cái axit trong phân bón NPK, nước tưới, nước mưa, giúp nâng pH, ổn định pH, khử chua đất, hạ gọi là khử phèn đấy các bạn. Thì cái này chúng ta tưới vào rất nhiều tác dụng này, kích rễ này, tơi xốp đất này, là một cái chất để cho vi sinh vật có ích phát triển, đất tơi xốp và nâng pH nha các bạn nha. Đó. Giải độc cho cả cây và đất này, ra rễ đâm cành cực mạnh, trái lớn. Đó. Chai này 1 lít chúng ta pha cho 800 đến 1.000 lít nước, có là 1 cc lít nước ấy, loại rất là đen nha các bạn nha. Chúng ta chỉ cần pha đúng liều rất là đen, hàng rất là chuẩn. Đấy. Thì tôi đã bán những sản phẩm này tưới những cây cao cấp như sầu riêng, cam quýt, bưởi chanh, một số cây khác thì tưới vào 2 3 lần lá nó bóng mở to, đi ngọn khỏe, tăng đề kháng, nông dân nhìn cây mà nó không bị vàng. Thì trong những loại humic thì cái loại này là loại cao cấp nhất nha các bạn nhé, đánh giá là tốt nhất đấy và khó làm nhất, tại vì nó là vừa phun vích và vừa humic. Tiếp theo nó chính là sản phẩm Humica nhập khẩu của Mỹ, gọi là humic kim cương đấy các bạn nhé. Đây, nhập nguyên gói của Mỹ, dán nhãn phụ tiếng Việt cho các bạn đọc tham khảo. Thành phần là 95%. Thì đối với những cái humic này các bạn ạ, người ta lấy từ đâu, khai thác từ đâu và được làm như nào? Thì cái humic ấy, chúng ta cứ hiểu là nó là thức ăn dễ tiêu, đưa cây trồng nó dễ ăn, thích ăn. Thì đối với những cái dạng mà dạng hạt nhỏ nhỏ các bạn, hàng của Mỹ ấy, thì các bạn bóc ra nó là đen mờ. Còn hàng Trung Quốc ấy, nó là đen bóng nha các bạn nha. Những cái hàng mà Trung Quốc mà ghi là Made in Mỹ ấy, mà lừa nông dân ấy, mà các bạn bóc ra đen bóng là hàng giả nha các bạn nha. Không phải hàng Mỹ, hàng Trung Quốc ấy. Còn hàng Mỹ nó sẽ đen mờ nha các bạn. Cái này 95% là axit humic nha các bạn. Đó. Cái loại này tan hết. Cũng 1 ký này chúng ta pha cho 1.000 lít nước, 800 một ngày nước.
Thì tí tôi sẽ làm video thực tế, tôi thử độ tan cho các bạn xem. Thì humic nó chính xác nó là than các bạn nhé, nó từ những cái cây mà cháy hàng triệu năm, nó sẽ phân hủy thành mùn. Người ta khai thác lên, sau đó là những công ty ở Mỹ ấy, người ta có công nghệ máy móc, bạn người ta chiếu, người ta phân tích, loại bỏ những cái tạp chất như kim loại nặng này, những cái vi khuẩn rồi nấm khuẩn có hại, người ta loại bỏ ra, chỉ còn những cái mà có lợi cho cây trồng, cho đất cây trồng. Ví dụ như các bạn dùng một cái ký này, các bạn pha cho 5 phim ngàn lít, thì những cái sắt kẽm đồng trong này các bạn, nó sẽ tiêu hóa được nha các bạn nha, nó không tồn dư cho lần bón tiếp theo. Đấy, người ta có khuyến cáo các bạn liều bao nhiêu ngày dùng một lần. Thì cái liều dùng á là 1 gram lít nước, và khoảng tầm 1 tuần cho đến 2 tuần là dùng một lần. Đấy, nó không bị ngộ độc, nó chuẩn, không như những hàng Trung Quốc nha các bạn nha, người ta có máy móc làm nó chuẩn, hàng Mỹ mà. Thì cái hàng viên này các bạn này, nó cũng giống như cái hàng bột này thôi, nó khác nhau là làm viên với làm bột thôi các bạn nhá. Đó, thì bây giờ tôi sẽ thử thực tế cho các bạn xem độ tan của humic, thì chúng ta phân biệt nhé, hàng thật, hàng giả như nào, hàng chất lượng cao như nào nhá. Đây tôi có chai 100C các bạn này, tôi sẽ khui chai ra. Đấy, dùng chai lớn thì lãng phí, dùng chai 100C để thử nghiệm cho các bác xem độ tan. Còn cái humic bột này á, thì tôi sẽ bóc. Đây, tôi đổ sang cái hũ này các bạn để dễ múc nhé, dễ múc sử dụng. Đây, hạt ra đây. Còn có lại viên tôi không thử nhé các bạn nhé, viên nó chậm tan hơn, dùng để rải tôi không thử. Trước tiên là tôi sẽ thử cái humic 95% dạng bột các bạn nhé. Đây, đây. Bây giờ tôi sẽ hòa vào cái ly nước trắng này. Tôi sẽ lấy 1 gram trước. Cái muỗng nhỏ nhỏ này là 1 gram các bạn này. Đó, 1 gram nhé. Chúng ta thử độ tan nhé. Đối với này á, chúng ta không cần phải quấy nhé. Đó, khi gặp nước nó tự động nó sẽ tự tan, tan từ từ. Đó, tan rất đều các bạn và rất là đen nha. Những loại humic mà chất lượng kém rẻ tiền đấy các bạn, nó rất là non, nó trắng, nó không có tan. Và humic rẻ tiền đấy, Trung Quốc ấy, nó sẽ đọng một đáy, cái lớp dưới đáy này, hay chúng ta phun sẽ bị nghẹt bét, hoặc là cây nó ăn không bao nhiêu rồi nha. Cái loại này cây nó mới dễ hấp thụ này, cây nó mới thích này. Chúng ta chỉ cần lắc lắc và lấy cây chúng ta cuối. Này, nó dễ tàn, nó rất đen rồi. Đó, nó sẽ tàn hết nha các bạn. 1 gram nữa các bạn, mà với ly nước này thì nó tan không đủ nước để tan. Tôi sẽ đổ sang bên này, một cái thau nước trắng này là 20 lít tôi sẽ đổ vào đây, thì chúng ta thấy cái độ tan của nó và độ đen của nó nha. Đấy, khi nhiều nước hơn thì các bạn thấy là các bạn không cần phải quấy. Đấy, 1 gram như các bạn nha, vừa là 1 gram cho 20 lít nước, thau nước này là 20 lít nha, 18 đến 20 lít nước nữa các bạn. Đó, không cần phải quấy nha. Rồi tôi sẽ múc ra đây, các bạn thấy độ đen này, đấy, độ nâu này. Còn nếu các bạn pha đúng liều á, 1 gram lít nước thì 20 lít là 20 gram ấy, là 20 cái muỗng vừa nãy á, thì nó đen cỡ nào nữa các bạn. Đó nha. Và tiếp theo tôi sẽ thử cái humic nước vào nha, humita. Nước chúng ta lắc đều thì sử dụng. Đây, tôi sẽ lấy một ít thôi, cũng lấy khoảng 1 ml các bạn nhé. Đấy, vậy thôi. Rất là đen. Cái loại nước này nó còn dễ tan hơn lại bột rất là nhiều. Rất là đen nhé. Và cái loại nước này các bạn, nó cao cấp hơn rất nhiều so với bột. Nó có cả fulvic, có cả humic, rất dễ tiêu, giúp cây trồng ăn ngay, ăn ngay fulvic, và có sức đề kháng để chuyển đổi từ humic sang fulvic tiếp theo. Một cái ăn ngay, một cái dự trữ. Và nó còn tính năng là nâng pH nha các bạn nhé, ổn định pH.
và có 5% là kali, vừa tốt cây vừa cứng cây. Nó tan như này thì rễ cây trồng rất dễ hấp thụ các bạn, rất là mát, không có nóng. Đó. Tôi đã review cũng như thực tế cho các bạn xem cái độ hiệu quả như nào. Và chúng tôi bán rất là nhiều, giúp nông dân rất là nhiều rồi. Các bác lựa chọn sản phẩm tốt, đáng tiền, chăm sóc cây cây khỏe, tăng đề kháng, tiết kiệm rất nhiều phân bón. Đó. Bác nào có nhu cầu mua hàng thì chúng ta liên hệ qua số online để mua những hàng chất lượng cao, những hàng tốt để giúp cây trồng chúng ta dễ dàng hấp thụ. Số điện thoại Zalo tôi là 0967 80229. Các bạn là gọi điện tôi không nghe máy, các bạn nhắn tin tôi sẽ trả lời nha. Và các bạn thấy video tôi có ích cho chị thì các bạn tặng một like, vì nó like miễn phí, và chia sẻ video cho mình cùng xem. Để chúng tôi sẽ làm nhiều video hữu ích để phục vụ, chia sẻ cho các bác. Các bác đăng ký kênh để theo dõi các clip tiếp theo trong nghiệp. Và các bạn có câu hỏi nào thì các bạn để dưới phần bình luận, chúng tôi sẽ trả lời các bác. Cảm ơn. Đây các bạn này, rất là đen nha các bạn nha, mà tan không để cặn nha. Và nước thì dễ sử dụng này, phun lên lá tưới rễ cũng được, tại vì nó tan hết. Đấy, bột cũng tốt mà lại nước cũng tốt nha.